Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Trung Nguyên TV. Hôm nay mình quay giới thiệu em Kim Long quả bối full Hamed các bạn. Đấy. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Mình vừa về tối hôm qua xong. Thì hôm qua về rất là tối là sáng nay mình mới quay để giới thiệu cho các bạn được. Em này size chắc khoảng 27, 28 thôi các bạn, nhỏ thôi. Nhưng mà các bạn nhìn cái độ vàng của em nó kìa. Đấy, cùng một đàn ấy là những con khác nó chỉ màu nó hơi ngà ngà, nó nhìn như màu trắng ấy. Đặt cạnh con, nhìn nếu một mình con nó thì sẽ vàng, nhưng mà đặt cạnh con này ấy, thì nó như màu trắng. Còn con này nó màu vàng. Đấy, cả một đàn có một con nên mình cũng rước về luôn. Đây, giấy tờ của em nó đây các bạn này. Đấy. Và em này ấy, thì nhập về rất là nhỏ. Nên là giá nuôi lớn ở Việt Nam nên là giá thành nó sẽ rẻ đấy các bạn. Nên là chip ấy, thì nó là chip rời đây, chip nó đây này. Chưa chip chưa bắn đâu. Nên là hàng là giấy tờ đảm bảo chuẩn zin test luôn các bạn nhá. Đấy. Số gì các này. Đấy, full Hamed này. Date này. Đấy, ngày sinh đấy. Đấy. Giấy đã được ép cứng rồi các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đấy. Đây, quay gần cho các bạn xem. Đấy, bé như này mà size này nó vàng như này rồi các bạn. Lưng nó vàng hết luôn này. Đấy, nó mà to nữa thì đúng là như một thỏi vàng bơi di động ở trong bể luôn các bạn. Nhìn rất là phê, tối hôm qua ngắm mãi mới đi ngủ. Riêng quay từ trên xuống thì em này nó mới về, nó đang bơi ở tầng dưới. Đây. Trên xuống đây. Quá là phê luôn đi mà. Đấy. Quay gần nhìn càng vàng các bạn. Cả một đàn có đúng một em này nó vàng nhất. Bắt luôn. Còn những em kia màu đấy, như lúc nãy mình bảo đấy. Màu nó nhạt nhạt, không được vàng. Còn các bạn là muốn lấy cái hàng mà nó nhạt nhạt hơn ấy, thì giá nó rẻ hơn thì vẫn cứ alo cho mình sẽ gửi video cho các bạn. Thì các bạn hãy inbox sang Facebook hoặc Zalo để hỏi giá các bạn nhé. Chứ nhắn tin ở trên này mình giá thì mình thực sự là mình không, những dòng đắt tiền này mình không muốn công khai giá ra. Nên là bạn nào thực sự mà muốn hỏi giá ấy, thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin vào Facebook hoặc là Zalo giúp mình. Thì mình sẽ báo giá cho các bạn. Đấy, kể cả những dòng full Hamed nhưng mà màu dòng mà nó không được vàng như này. Con này là vàng nhất rồi nên là giá sẽ là nó cao hơn. Còn những con kia thì rẻ hơn thì các bạn nếu cần thì các bạn vẫn cứ hỏi mình báo giá luôn một thể. Và kia mình cũng có ảnh cả video luôn đấy, thì các bạn nào cần thì cứ bảo mình gửi ảnh video cho các bạn. Đấy, còn đây là mình hiện tại trên cửa hàng là mình có em này nên mình sẽ quay em này thôi. Còn em kia thì không có đây nhưng mà sẽ có video cho các bạn xem. Như cục vàng luôn.
Bể mình thì mình đang bật một cái đèn vàng ở đây, nhưng mà giờ mình sẽ tắt đi rồi quay cho các bạn xem nhá luôn này. Đấy. Đấy, tắt cái đèn trên đi rồi. Đấy. Tắt đèn đi màu nó không thể thay đổi các bạn. Vì bản chất nó là nó rất là vàng. Đấy, tắt đi để mình tắt đèn vàng rồi đấy. Bên trên này. Ok. Đấy mình quay giới thiệu hàng mới về đây các bạn. Đấy thì các bạn có nhu cầu đấy như mình vừa bảo đấy thì các bạn hãy nhắn tin Facebook Zalo mình báo giá. Đấy các bạn là thực sự nhiệt tình. Còn đây là mình cũng chỉ là với tính chất giải trí mình quay lên để giới thiệu cho các bạn xem những em hàng rất là độc đẹp là chủ yếu. Đây là đấy, giờ mình kết thúc video đây các bạn. Tất cả số điện thoại, địa chỉ các bạn có thể xem hàng trực tiếp này, vào Facebook, Zalo này, có tất ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Để các bạn kéo xuống phần mô tả các bạn xem số điện thoại và địa chỉ cụ thể. Facebook, Zalo có hết địa chỉ ở đấy. Đấy, giờ mình kết thúc video ở đây. Các bạn thấy video mình hay đừng tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mình nhất các bạn nhé. Ok, bye bye.